Anh Điệp MK đến từ Quảng Ninh, và hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn bài khá là nổi tiếng trong lập trình, đó là bài vẽ tam giác cân. Thì ở đây tôi sẽ đưa ra ba ví dụ. Ví dụ đầu tiên là chúng ta sẽ vẽ ra một cái hình tam giác vuông đơn giản như này thôi. Sau đó là chúng ta sẽ vẽ một hình hình tam giác cân, và cuối cùng chúng ta sẽ vẽ một cái hình, đó là hình tam giác cân mà cái lòng bên trong của nó rỗng ấy. Và yêu cầu là chúng ta sẽ nhập vào từ bàn phím cái chiều cao. Đó, chiều cao là L, với L là số nguyên dương. Bây giờ tôi sẽ đi khởi tạo vào nhập L. Tôi tận dụng code của cái bài ngày hôm trước. Tôi khai báo một biến, đó là biến strl. Tôi yêu cầu nhập từ bàn phím. Sau đó tôi ép kiểu biến strl đang là kiểu dữ liệu string thành integer số nguyên ấy, bằng hàm là integer 32 chấm. Tôi xóa lại code này trước đi. Như vậy là bây giờ chúng ta đã in ra được cái, chúng ta đã yêu cầu nhập vào được cái chiều cao N từ bàn phím. Mời bạn nhập chiều cao của tam giác. Rồi, sau khi đã yêu cầu nhập được chiều cao của tam giác rồi, bây giờ chúng ta sẽ tiến hành in ra chiều cao. Ví dụ như L chúng ta bằng 5, chúng ta sẽ phải in ra 5 cái là như thế này. Đương nhiên để in ra như vậy chúng ta sẽ sử dụng một vòng là for thôi. Tôi sẽ for, vòng là for sẽ chạy từ int bằng 1 chấm phẩy. Điều kiện này vòng lặp vẫn tiếp tục chạy, đó là i nhỏ hơn hoặc bằng n. Tức là nếu như n bằng 4 thì nó sẽ chạy từ 1, 2, 3, 4. Và mỗi một vòng lặp nó hoạt động ấy, thì tôi sẽ tăng lên một đơn vị. Đầu tiên nó sẽ bắt đầu từ 1, sau đó tăng lên 2, tăng lên 3, tăng lên 4. Bây giờ tôi sẽ tiến hành in ra màn hình console chấm điện quay là in ra dòng đấy. Tôi sẽ in ra dấu sao. Sau khi in ra dấu sao tôi sẽ tiến hành chặn. Bây giờ tôi sẽ tiến hành nhập số 5 vào xem nó có thể là in ra 5 dấu sao, 5 dấu sao mà thẳng hàng hay không. Đây, tôi nhập 5, nó in ra 5 dấu sao thẳng hàng. Tiếp theo bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại để chúng ta xem xét cái công thức để in ra cái hình tam giác. Rồi chúng ta có một hình tam giác vuông, và cái công thức để sinh ra các cái dấu sao này là như sau. Đầu tiên chúng ta có một dấu sao, tiếp theo chúng ta có gì ạ, hai dấu sao, ba dấu sao, bốn dấu sao. Suy ra cái công thức chung ấy, đấy là số dấu sao bằng với y. Thì khi mà xuất hiện cái trường hợp là số dấu sao bằng với y, chúng ta sẽ tiến hành lồng for. Chúng ta sẽ có một vòng lặp bên trong để chúng ta in ra cái số lượng, in ra các dấu sao mà có số lượng bằng với y. Giả sử y ban đầu bằng 1 thì nó sẽ gì ạ, y mà bằng 1 trong vòng lặp đầu tiên thì nó sẽ in ra một dấu sao. Y trong vòng lặp thứ hai sẽ bằng 2 thì khi in ra được hai dấu sao y mà bằng 3 trong trường hợp thứ ba thì nó sẽ in ra 3 dấu sao. Rồi để mà như vậy các bạn thấy là các dấu sao bên trong, tức là cái chiều cao nó cũng lặp lại, và các dấu sao hàng ngang nó cũng lặp lại. Thì suy ra chúng ta phải sử dụng một vòng lặp for bên trong nữa. Thì tôi phải tạo một vòng lặp for tên là g bằng 1. Điều kiện để vòng lặp này vẫn chạy đó là g nhỏ hơn hoặc bằng với y. Bên y bên ngoài ấy, chính là số 1, 2, 3 này. Và tôi mỗi lần y ấy, mà hoạt động ấy, thì là y cộng cộng tăng lên một đơn vị. Bây giờ tôi sẽ tiến hành là console.while ra. Y bằng 1 thì cái này nó sẽ chạy gì ạ? Nó sẽ chạy một lần, y bằng 2 sẽ chạy hai lần. Bây giờ tôi sẽ tiến hành chạy nhé. Vì cái đặc tính của bài này là tôi sẽ phải chia nhỏ nó ra. Tôi separate nó ra ba bài nhỏ. Bài thứ nhất là bài in ra tam giác vuông, tiếp theo là tam giác cân, và cuối cùng là gì ạ, tam giác cân rỗng. Tôi phải separate ra, tôi phải chia nhỏ cái bài này ra, bởi vì bài này nó có tính chất là tương đối khó. Chứ thực ra đề của chúng ta chỉ là vẽ ra hình tam giác này thôi. Tuy nhiên vì là kiến thức từ cơ bản nâng cao mà, nên chúng ta phải vẽ từ những cái đơn giản trước, sau đó mới vẽ được đến cái khó. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ tiến hành chạy thôi. Tôi chạy sẵn rồi, tôi nhập 5, enter.
thì các bạn thấy là nó đã in ra một loạt các dấu sao như này. Nguyên nhân là bởi vì con phone chấm whiteline nó sẽ in ra dấu sao và nó ngắt dòng luôn. Bây giờ chúng ta sẽ không muốn ngắt dòng thì chúng ta sử dụng là con phone white. Và tôi sẽ lại xem có lỗi gì không. Khi viết thì các bạn đừng suy nghĩ nhiều, các bạn cứ viết dòng chảy thôi, test đủ mọi trường hợp. Thì các bạn thấy là khi chúng ta con phone white thì nó lại cùng thêm một dòng hết. Thì vấn đề ở đây là gì? Nó in ra một dấu sao và nó phải ngắt dòng, in ra hai dấu sao phải ngắt dòng, in ra ba dấu sao phải ngắt dòng. Và chúng ta có ngắt dòng không ạ? Chúng ta không hề có ngắt dòng. Thì bây giờ chúng ta sẽ tiến hành ngắt dòng console chấm điện, chúng ta sẽ while, chúng ta chuyển rỗng vào thì chúng ta ngắt dòng với cái ký tự rỗng thì là nó sẽ xuống dòng, nó in ra một dấu sao nó ngắt dòng, in ra hai dấu sao nó ngắt dòng. Tôi nhập vào đây là 5, như vậy chúng ta đã in ra được tam giác vuông rồi. Ok, bây giờ chúng ta sẽ tiến hành đó là tôi tạm thời tôi comment cái đoạn code này. Tôi bấm căn, tôi bấm comment suộc trên bàn phím. Đây là hiện tại tôi đang sử dụng cái hệ điều hành, đó là hệ điều hành Mac OS. Thì tôi sử dụng comment suộc, các bạn có thể sử dụng các suộc trên Windows. Ok, bây giờ tôi sẽ nhân bản code này ra. Tôi copy cái đoạn code này ra. Và bây giờ tôi sẽ tiến hành vẽ cái hình tiếp theo, đó là hình tam giác cân. Thì các bạn thấy là cái hình tam giác cân này nó có một đặc tính như sau. Đó là khi mà y bằng 1 thì nó sẽ có bao nhiêu dấu sao? Nó sẽ có một dấu sao. Nhưng khi mà y bằng 2 thì nó lại có 3 dấu sao. Khi mà y bằng 3 thì nó lại có 5 dấu sao. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi vào tìm ra được cái công thức để tính cái số lượng dấu sao nó được tăng lên dựa theo công thức nào. Như cái hình này thì là công thức đó là số lượng dấu sao bằng với y. Còn cái mà chúng ta sắp vẽ nó sẽ là công thức như là tôi comment, tôi đưa cái code ở đây. Rồi ok, ta đã có một hình như này thì chúng ta sẽ xem xét cái công thức. Công thức để tính ra cái số dấu sao này đó chính là công thức y nhân 2 trừ 1, y nhân với 2 trừ đi 1. Trong trường hợp đầu tiên y là bằng 1 là 1, y bằng 1 thì tính toán là 1 nhân với 2 là 2 trừ đi 1 là gì ạ? 1 dấu sao. Trường hợp tiếp theo là y bằng 2 thì ra y lúc này là 2 nhân 2 là 4, 4 trừ đi 1 là chỉ ra là 3 dấu sao. Tiếp theo chúng ta có y là bằng 3 thì 3 nhân 2 là bao nhiêu ạ? 3 nhân với 2 là 6. 6 trừ 1 là 5. Như vậy cái công thức để chúng ta vẽ ra 1 này, 3 là 5 này chính là công thức y nhân 2 trừ 1. Các bạn có thể tự xem xét lại và nghĩ ra công thức. Như vậy là cái công thức này ấy, là công thức chuẩn rồi. Bây giờ chúng ta sẽ áp dụng ở đây thôi. Thì số lượng dấu sao nó đang là nhỏ hơn y để mà nó in ra cái này. Thì là chúng ta đơn giản chúng ta thay rồi thôi. Thay công thức là cái vòng lặp còn chạy khi mà y nhân 2 trừ 1. Giờ tôi sẽ chạy lại. Tôi nhập 5 nhé. Như vậy là tôi đã in ra được một cái hình tam giác cân nhưng mà nó bị vuông cơ. Tam giác lại có vẻ cân rồi nhưng mà nó bị vuông cơ. Bây giờ tôi sẽ phải tiến hành đó là căn giữa cho nó. Căn giữa tức là như nào? Chúng ta sẽ đẩy cái dấu sao này ra đây. Đẩy hai cái dấu sao ra đây. Làm sao cho được cái hình đúng như mẫu. Như thế này. Trước khi đó tôi sẽ tạo ra biến x bằng với y nhân 2 trừ 1. Chúng ta không nên viết code ở ngay trong đây, chúng ta tối ưu hóa bằng cách là đưa lên cái biến x ở bên ngoài, sau đó chúng ta đặt cái biến x vào đây. Đấy, thì nhìn code nó sáng sủa và nó gọn gẽ hơn rất là nhiều. Chúng ta chia để trị mà. Trong quá trình lập trình chúng ta sẽ nghe tới là lập trình hướng đối tượng, lập trình hướng hàm, nhưng mà thực ra tất cả những cái đấy đều là chia để trị mà thôi. Đó. Thì bây giờ tôi sẽ tiến hành đó là căn giữa. Thì các bạn biết làm sao để căn giữa hay không? Để mà căn giữa thì thực ra những cái dấu này là dấu cách. Thì tôi sẽ tiến hành xóa các dấu cách đi và thay bằng dấu trừ nhé. Để cho các bạn sẽ thấy một
một cái sự thật hiển nhiên. Đó là thực ra cái việc căn giữa rất dễ. Trừ trừ các bạn đã nhìn thấy giấy gì chưa? Chúng ta có một cái tam giác ngược. Chính xác là khi chúng ta căn giữa được cái hình tam giác này ra thì chúng ta gì ạ? Chúng ta in ra một cái hình tam giác ngược. Đây, ta in ra một cái hình tam giác ngược. Và cái tam giác ngược này được cấu tạo bởi dấu cách. Nên là các bạn không nhìn thấy gì, nhưng khi chúng ta đổi dấu trừ như vừa rồi ạ, thì các bạn sẽ nhìn thấy đó là thực ra để mà căn được cái tam giác ra giữa thì nó phải sử dụng một cái tam giác ngược. Đấy. Bây giờ chúng ta sẽ in ra một tam giác ngược thôi. In ra tam giác ngược để căn giữa. Để in ra một tam giác ngược thì có cái đáy lớn hơn thì chúng ta sẽ phải tạo một biến là k. K sẽ tôi sẽ phải tạo một biến nguyên dương k. K sẽ bằng với L và K sẽ chạy và điều kiện ở dưới vòng lặp này vẫn chạy, đó là K lớn hơn là Y. Thì vòng lặp là chạy giảm, tức là chạy từ cái số lớn, ví dụ số lớn là số 5, chúng ta nhập N bằng 5 thì để nó chạy giảm chúng ta sẽ phải sử dụng đó là K chỉ trừ chứ không cộng cộng này các bạn nhé. K chỉ trừ. Và tôi sẽ in ra cái dấu trừ. Thực ra là in ra dấu cách cơ. Nhưng mà tôi cứ in ra dấu trừ để các bạn nhìn thấy ạ. Tôi chạy lại. Tôi nhập 5 vào. Thì các bạn thấy là nó lại in ra các cái dấu trừ. Là căn nào. Đấy. Để chúng ta đã căn giữa rồi rồi. Thì suy ra là bây giờ chúng ta bỏ cái dấu trừ này đi. Chúng ta chạy. Chúng ta thay bằng dấu cách thì khi mà chạy thì chúng ta tưởng là nó căn giữa nhưng thực ra không phải, mà nó sử dụng các cái ký tự dấu cách để nó đẩy cái tam giác này ra cái vị trí nó muốn, là giống như căn giữa nhưng thực ra nó là được đẩy ra bởi các dấu cách. Bây giờ chúng ta sẽ đến vào cái phần cuối cùng của bài này, đó là làm rỗng cái tam giác này. Để mà làm rỗng thì cũng đơn giản thôi, giờ ta sẽ đi vào phân tích tiếp. Đây, để làm rỗng ấy, thực ra là chúng ta thay các cái dấu sao bên trong này thành các dấu cách thì suy ra sẽ rỗng thôi, cũng không có gì cả. Đấy. Tức là các cái dấu bên trong này nó sẽ là các cái dấu cách nên là nó sẽ rỗng thôi. Thì để làm cho nó rỗng thì chúng ta sẽ phải tiến hành là bắt ít. Giờ ta sẽ đi tìm ra các cái quy luật. Tất cả các bài này đều có quy luật hết, kể cả bạn vẽ hình trái tim cũng thế. Rồi, cái quy luật đầu tiên đó là Y sẽ bằng với một cái cạnh trên này. Quy luật tiếp theo để in ra đáy thì Y sẽ bằng với gì? N thì nó sẽ in ra đáy cái cạnh trái và cạnh phải. Cái quy luật để in ra cái cạnh trái là J là K, xin lỗi các bạn, là J K là cái tam giác ngược rồi. J sẽ bằng một. Còn cái đoạn quy luật để in ra cái cạnh phải đó là J sẽ bằng x. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tiến hành bắt x ở đây. Trường hợp đầu tiên đó là y sẽ bằng với một cạnh trên này. Và hoặc là y sẽ bằng bằng với n. Là in ra cạnh dưới. Giờ chúng ta sẽ chạy xem có vấn đề gì không. Tôi sẽ nhập vào đây là 6. Thì các bạn thấy là in ra cạnh trên và cạnh dưới rồi. Bây giờ chúng ta sẽ in ra cạnh hai bên. Ta sẽ hoặc đó là J sẽ bằng 1. J sẽ bằng bằng 1. Đây là cái cạnh bên tay phía tay trái của chúng ta. Ta 6. Như vậy chúng ta đã in ra được tam giác này hoặc cần hoàn chỉnh rồi. Bây giờ tôi sẽ bắt cái câu lệnh điều kiện cuối cùng đó là J chúng ta bằng bằng với gì ạ? Bằng bằng với x. Đây là cái cạnh bên tay phải. Tôi sẽ lại. Nhập số 6 và Enter. Thì các bạn thấy là cái cạnh này đáng nó phải theo neo theo cái bên phải. Nhưng nó dính hết ở bên trái. Bởi vì tại sao?
bởi vì là nó không có cái ký tự nào đẩy ra, các bạn phải có một cái ký tự nào đó để đẩy ra nhé. Thì ở đây chúng ta đẩy ra bằng dấu cách, để đẩy ra ta sẽ làm như này, con console y ra một cái dấu gọi là dấu trừ đi, để cho các bạn nhìn rõ khi mà trường hợp gì bằng bằng x ấy, thì nó sẽ đẩy ra 5 này. Đấy, và bây giờ ta sẽ thay cái dấu này thành dấu cách. Nếu mà các bạn không in ra cái dấu cách để đẩy cái tam giác ra, đẩy cái lòng tam giác ra, thì suy ra là nó sẽ bị cái cạnh nó sẽ dính liền với nhau. Thực ra tam giác ấy, nó chỉ có một cạnh, hai cạnh và ba cạnh thôi. Tuy nhiên tôi hiểu nó như một cái hình chữ nhật, có cạnh trên, cạnh dưới, cạnh trái và cạnh phải. Thì tôi ghi ở đây là in ra bốn cạnh của tam giác. Thực ra tam giác chỉ có ba cạnh thôi. Cái này gọi là đỉnh. In ra ba cạnh của tam giác và đỉnh. In ra lòng trong của tam giác. Thì lòng trong ta không được để rộng, mà chúng ta phải để nó là dấu cách. Rồi tôi sẽ phải làm. Thì khi gặp bất kỳ một bài toán nào trong lập trình ấy, thì các bạn cũng như tôi làm ngày hôm nay, đó là các bạn là làm từ bài dễ như này, sau đó làm một bài khó hơn, cố gắng phân tích là tại sao nó lại như thế này như thế kia. Thực ra thì nó được căn giữa cũng rất đơn giản thôi, nó được căn giữa thực ra bởi vì có các ký tự nó khác đầy nó, thì từ đó nó tạo ra cho chúng ta một cái tư duy gọi là tư duy lập trình. Thậm chí bạn không có kinh nghiệm thì bạn ngồi bạn viết ra, bạn tìm ra cái quy luật tại sao nó lại ra một dấu sao lần thứ nhất, lần thứ hai ra ba dấu sao, năm dấu sao, chắc chắn nó phải có một công thức gì đó. Và làm sao để làm rỗng được cái tam giác này thì chắc chắn đều có công thức thôi. Và bài này tôi xin phép kết thúc tại đây. Xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong video sau.